Xin chào, Nhi đồng thủ tại đã quay trở lại Từ lúc mở kênh đến giờ thì tôi thấy là kênh này hơi nhiều V-pop quá Nên là hôm nay thì đổi gió tí Là một số về K-pop xem là chị em có trầm trộn nhất Từ việc liên tục chiếm những vị trí cao nhất trên hàng loạt bản xếp hạng danh giá thế giới Tạo ra hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu Thậm chí là nhiều giải thưởng hàn lâm còn phải tạo nguyên ra một hạng mục để tôn vinh K-pop Từng hàn lớn thế nào Trong số này thì chúng ta sẽ nói về lý do K-pop thành công nếu các bạn muốn đi đồng thối tai tìm hiểu chuyên sâu về một ban nhạc hay là chủ đề nhạc trong kpop thì hãy comment ở bên dưới để chúng tôi có chủ đề mà làm trước khi vào chủ đề chính thì có bao giờ bạn tự hỏi là trước sự tồn tại của kpop thì người hàn nghe nhạc cái gì không Câu trả lời là giống y hệt Việt Nam Những năm trước kỷ nguyên K-pop thì người Hàn chủ yếu nghe nhạc đỏ và bolero Nếu mà các bạn từng xem Reply 1997 thì sẽ thấy được gạch nối giữa hai thế hệ âm nhạc rất rõ trong phân cảnh karaoke mở đầu Hai bố mẹ thì hát sexy bông, con cô gái thì chọn Candy của nhóm Idol Hot, một boy band đời đầu của thế hệ K-pop Chính ra là K-pop và Vpop pop để mà nói thì có cùng chung một điểm xuất phát Nhưng mà làn sóng của K-pop hình thành sớm hơn Kiểu như là vào năm 1992 thì âm nhạc Việt Nam còn ngập mùi ballad lát, xịn nhất thì được nghe disco Hà Nội ngày nay thịnh hành nhạc 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 disco nghe vui thật khi cả Hàn Quốc đang sốt sình sịch với sự xuất hiện của nhóm Seo Taiji and Boys, một boy band chuẩn thế giới, thậm chí là trong ngày debut thì nhóm nhạc này còn dạy người Hàn về hip hop. Ba khán giả thì đúng kiểu là chỉ biết thốt lên là uầy. nghe tên thì lại thôi chứ nhìn vào ảnh của nhóm nhạc thì chắc ai cũng nhận ra chủ tịch YG, Jan Hyung Suk. Mặc dù thời đó còn nhiều ánh mắt nghi ngại, nhưng mà Seo Taiji and Boy thực sự là một hiện tượng khởi đầu cho văn hóa nghe nhạc mới trong giới trẻ. Âm nhạc của họ được ưa chuộng vì đề cập đến những chủ đề gai góc, thực tế và chính diện hơn những bản ballad ủy mị hay là nhạc cổ động thời bấy giờ. Ví dụ như trong bản hit Comeback Home, họ nói với những người trẻ đã bỏ nhà ra đi vì không chịu được sự áp lực tù túng cổ hủ của xã hội Hàn Quốc. Nhưng mà cũng chính vì thế nên là cái nhóm nhạc này thường xuyên bị lên án và làm khó dễ bởi hệ thống kiểm duyệt cắt cao của Hàn Quốc thời bấy giờ. Áp lực đến nỗi chỉ sau 4 năm hoạt động, Seo Taiji and Boys phải tuyên bố tan rã. Và ngỡ tưởng K-pop đến đó là chết, nhưng mà không. Trong 4 năm Seo Taiji hoạt động năng nổ thì ở hậu trường các ông lớn cũng đã dục dịch xây dựng những bước đầu tiên cho đế chế âm nhạc chịu ảnh hưởng của Seo Taiji and Boys rồi. Cụ thể là lần lượt trong 3 năm 1995, 1996, 1997, ba công ty âm nhạc lớn nhất thị trường hiện tại là SM Entertainment, JYP và YG ra đời với quả bom phát nổ đầu tiên thuộc về nhà SM với nhóm nhạc hot cùng bài hit candy mới được tôi đề cập ở trên. Chủ tịch và nhà sáng lập SM Entertainment là Lee Soo-man đã nhìn ra tiềm năng của K-pop từ đầu những năm 90 sau quá trình đi học ngành kỹ sư robot ở Mỹ. <laughs> không liên quan lắm <laughs> cũng có lẽ là vì học vấn cao nên là sau này nhà sm toàn trai sinh gái đẹp nhưng mà học vấn cũng toàn tầm thạc sĩ tiến sĩ nhờ những cái bước tiến đầu tiên được thực hiện rõ ràng và bài bản mà sau này ba tập đoàn giải trí hùng mạnh này đã giúp hàn quốc vượt qua được cuộc suy thoái kinh tế tại châu á vào năm 1997 một cách ngoạn mục sức ảnh hưởng của làn sóng này lớn đến nỗi vào năm 1999 thì chính phủ hàn còn thông qua đạo luật tuyên bố mỗi năm sẽ dành ít nhất một phần trăm ngân sách nhà nước để phát triển và truyền bá các nội dung liên quan tới văn hóa chính nhờ cái điều này mà vào kỷ nguyên 2000 thì mọi quốc gia gia châu Á đều được sử dụng sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc nào là xem phim Hàn với đặc sản là phim nào nhân vật chính cũng bị ung thư xong kết phim rất là buồn. Các ngôi nhà Hàn Quốc đời đầu thì nhí nhảnh, cu tay hột me phô mai que, các anh trai thì mặc đồ thú bông hoặc là giả gái làm mấy hành động hay ca lĩnh chi. Chính vì thế nên là với anh em 9x đời đầu ở Việt Nam thì K-pop nó hơi bị cringe, nhạc thì đã không hiểu gì xong rồi lại còn mặc váy hôn nhau và thời đó thì các nhóm nhạc nữ ít được đăng c, nên là các anh em cũng chả có lý do gì để thích kpop thì lúc đấy mà có blackpink red velvet hay là thoái xem lại tattoo ngay có thể thấy là tệp khách hàng thời điểm đầu của kpop hướng đến chủ yếu là nữ giới trong độ tuổi twin hay là teen vì đây cũng chính là tệp khách hàng của những nhóm nhạc đời đầu như hot hay là show and boys công thức thành công ban đầu của những nhóm nhạc kpop này thì cũng khá là thô sơ cụ thể là ban đầu các công ty lớn sẽ tuyển thành viên dưới dạng trainee hay là thực tập sinh sau đó trong quá trình tập huấn thì sẽ gom họ lại tạo thành các nhóm nhạc lý do lựa chọn mô hình này là vì như thế thì sẽ giúp khai thác triệt để tài năng và độ phủ sóng của tất cả các thành viên trong nhóm kiểu là một nhóm nhạc hàn quốc thì sẽ có một vô cổ chính một người xây dựng vũ đạo cho nhóm rapper nhạc sĩ và vi thì là người đẹp trai nhất trong nhóm không phải là vị trí của tôi trong công ty xong rồi còn có maknae hay là em út nói chung là tổ hợp những gì tốt nhất để có thể xây dựng một đội hình tiêu biểu kiểu avenger lý do mà k pop sử dụng mô hình này là vì ở hàn họ gọi đây là những nhóm nhạc thần tượng nên là họ sẽ phải là tổ hợp của những gì tốt nhất điều này thì sẽ giúp giúp đảm bảo là sau khi debut thì khán giả sẽ dễ dàng tìm ra được một thành viên mà mình cảm thấy gần gũi và có kết nối nhất. Mô hình này thì sẽ giúp công ty quản lý tối ưu hóa lợi nhuận và luôn có lãi để bù vào quá trình training phức tạp ngay từ những ngày đầu phát triển. Vì được xây dựng để trở thành thần tượng nên là các trainee đã được huấn luyện kỹ càng từ việc ăn nói, đi lại, đối diện với truyền thông như thế nào cho lịch sự, tôn trọng và tử tế. What do you think about kids not going to school So they can see Lối sống của họ thì cũng chịu sự quản lý chặt chẽ từ phía công ty quản lý chứ không dính quả phốt từ dispatch thì thôi liệm luôn. Đến ngay cả cái tôi cá nhân thì cũng bị triệt tiêu và mọi thứ họ làm cũng phải là cho lợi ích của nhóm. Điều này được thấy rõ nhất ở những nhóm nhạc K-pop đời đầu như là Đông Bang Sinki, Suzu, Wonder Girls khi mà mọi thành viên đều gần như là phải sống chung, xuất hiện cùng nhau và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện giống y hệt nhau. Ngay cả Big Bang ở thời điểm đầu sự nghiệp thì cũng rất là ít cá tính cá nhân, anh nào ông giống anh nào. Mãi về sau này khi mà họ có sự nghiệp riêng và YG gì cũng thấy là cá tính của họ thì cũng kiếm được tiền nên là họ mới linh động để cho các anh tôi sống là chính mình em giờ này đang làm gì đây ngồi, thật thờ hay ngồi bạn lòng anh em vẫn mãi cứ vậy. Sáng chiều... Nhưng mà nhờ có sự thành công và đột phá của Big Bang trong việc xây dựng cá tính cho từng thành viên Nên là công thức của các idol group từ năm 2010 trở đi cũng dần có sự thay đổi Những lứa nghệ sĩ sau này như là Beast, 2PM, EXO, BLACKPINK, RED VELVET, MISS A Thực sự ngay từ đầu lúc mới debut khán giả đã có thể thấy được mỗi cá nhân lại có sự nổi bật riêng Ví dụ như BLACKPINK thì Lisa cá tính năng động, Jenny thì kiêu xa thời thượng, Rose thì là vợ tôi và hát hay Jisoo thì xinh xắn nữ thần Sau đến lúc trả lời phỏng vấn xuất hiện trên báo đài thì họ cũng tự nhiên thể hiện mình hơn. Điều này thì khác hẳn với công thức cũ của K-pop những năm 2000 luôn. Sau nhiều nhờ sự phát triển của mạng xã hội thì việc được nhìn cận cảnh idol của mình như thế nào, tập luận ra sao thì sẽ tạo ra những cái kết nối khăng khít giữa người hâm mộ và thần tượng của họ. Cái điều này càng khiến làn sóng âm nhạc được dịp phát triển nở rộ trong vài năm trở lại đây. Càng ngày thì K-pop càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành công nghiệp giải trí thế giới. Về mặt vận hành thì công thức là thế, cơ mà cái sáng tạo về mặt khai thác âm nhạc của K-pop cũng cực kỳ đáng chú ý. Đặc điểm đầu tiên về âm nhạc của K-pop là một bài nhạc thường là tổng hợp của nhiều thể loại nhạc khác nhau. Ví dụ như anh xã ai thích hip -hop, pop ngày 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 tôi thì thích nhạc pop xong rồi việt thì thích nhạc classic thì nghe thôi là kiểu mỗi thằng một kiểu rồi nhưng mà không nhưng mà bốn thể loại trên ấy thì lại chính là cái tổng hợp cho bài bb của big bang có cả guitar acoustic kiểu classic hip hop âm hưởng dân ca hàn quốc điện tử và pop trong cùng một bài nhạc chính cái điều này đã giúp cho ai cũng có thể nghe và cũng có thể cảm thấy bài nhạc phù hợp với mình hoặc là ít nhất có một đoạn phù hợp với mình từ đó thì việc có những phần đoạn lập lại hay là hát thêm câu tiếng anh vào cũng là một công thức được sử dụng thành công ví dụ nổi bật nhất cho công thức này chính là hồng đen trong khu vực bạn đó kiểu như là nếu bạn không hát được những câu tiếng Anh chuẩn IELTS 11 chấm như là thì sẽ có kiểu hit you with a do 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 để bạn có thể hát theo row xong rồi quẩy theo cùng. Còn công thức cuối cùng thì đúng là kiểu là chuẩn thao túng tâm lý. Các bạn đây chắc đã không lạ gì với lại Happy Birthday của Phan Đình Tùng đúng không? Nếu các bạn đã từng hát karaoke bài này thì sẽ thấy là quả nhạc nền nốt thế nào thì các bạn hát y hệt thế. Thì đấy, đó cũng chính là công thức cuối cùng trong cách làm nhạc của nổi tiếng phải kể đến ngay là Butter của BTS. Nghe nốt nào hát đúng nốt đấy thì nó cuốn dã man. Xa hơn nữa thì có Red Flavor của Red Velvet Đúng chuẩn nhà quẩy, nhịp đến đâu, uốn éo theo đó Xưa sửa sửa xưa, xưa thì là đoạn điệp khúc trong Monster của Big Bang Cái bài mà anh không phải yêu quái mà là yêu em ấy có từng đó ví dụ để các bạn thấy là người Hàn họ có công thức và họ coi âm nhạc là một môn khoa học. Họ kết hợp cả truyền thông, music theory lẫn cả tâm lý học vào để đảm bảo tính thành công của nghệ sĩ. Thứ hai, điều này cũng là cái thành quả tuyệt vời của gần 30 năm phát triển của K-pop đã được họ đầu tư từ cơ sở vật chất cho đến tăng cường hệ thống luật pháp giúp bảo vệ và phát triển văn hóa tối ưu nhất. Mà còn chăm chỉ phát triển khoa học kỹ thuật mời chuyên gia phương Tây về để hỗ trợ phát triển các loại hình văn hóa quốc gia. Ở thời điểm đầu thì các bản hit của Hàn là do nhạc sĩ châu Âu hoặc là Âu Mỹ viết ra như là Beautiful Day của Dong hay là Sunshine của Boa hay là ba album đầu tay của Seven. thì mới thấy là Hàn Quốc họ sẵn sàng học hỏi và có tâm với sản phẩm của họ như thế nào. Nên có tâm với sản phẩm thì không thể bỏ qua sản phẩm của Trung cuối. nơi chúng tôi bán mọi áo về phim, về game, về tất tần tật mọi thứ, trong đó có cả tranh và tới nay còn có cả figure. Đặc biệt là trong dịp sale mùa 1 tháng 11 này, chúng tôi ra mắt bộ sưu tập Game of the Year nơi chúng tôi bán tất tần tật những mẫu áo với những game đạt giải thưởng năm nay. Chi tiết về khuyến mại và các chương trình giảm giá thì bạn có thể tham khảo trên Shopee của shop. Thực sự thì Kpop là một trường hợp đáng nể về cả quy mô lẫn tầm phát triển. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn tồn tại những trường hợp thần tượng đến độc hại, gây ra những trường hợp đáng tiếc để nghệ sĩ đến bước đường cùng. Hay là nhiều nghệ sĩ bị tha hóa sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của công ty quản lý. Nhưng mà những trường hợp đó thì cũng khá là hy hi hữu so với những gì mà K-pop đã đạt được trong từng đó năm phát triển. Dạo gần đây thì tôi thấy là nghệ sĩ Hàn Quốc cũng ngày một tài năng hơn, sánh ngang được với thế giới. Nếu mà các bạn nghe quen nhạc USUK thì có thể nghe thử Sugar của BTS làm producer. Cuốn cực. Ai thích thời trang thì có thể xem thử các đại sứ thương hiệu thời trang nổi tiếng là người Hàn Quốc xem. Quá xinh luôn. Tài khoản truyền hình thực tế thì mới đây tôi có xem Uni with có Dara thành viên của 2 ấy kiểu cái show này nó cho Dara được sống là chính mình ấy vừa thú vị vừa hoài niệm mọi người có thể thử xem tóm lại thì cây pop đang không ngừng phát triển và luôn tìm cách tích cực hóa môi trường của họ cho nghệ sĩ nhiều cơ hội phát triển nhất có thể và đảm bảo quyền lợi cho họ cùng lúc phát triển, điều này khiến cho tính cạnh tranh của thị trường Kpop pop cực kỳ khốc liệt nhưng mà sản phẩm giúp độ lan tỏa của cây pop ngày càng mạnh mẽ vì pop thì chắc chắn là cũng sẽ học hỏi được nhiều từ cách vận hành của cây thôi nhìn vào tương lai thì giờ việt nam cũng sở hữu nhiều nghệ sĩ đa tài chất lượng âm nhạc thì có nhiều bài cũng tiệm gận thế giới nhưng mà chuyện vpop và tương lai của nó thì thôi chúng ta sẽ để sang số khác và đó cũng là kết thúc của nhi đồng sách vở lần này tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký cho hệ thống kênh của nhi đồng thối tai để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại